Rồi giờ ta sẽ đi vào giải ha. Giờ bài toán xác suất thì đầu tiên mình phải tính tính số biến cố sơ cấp đồng khả năng. Số biến cố sơ cấp đồng khả năng là mình chọn ra 4 bi trong hộp này mà mình chưa quan tâm đến gì, đến màu của nó, đúng không? Mình chưa quan tâm đến là lấy được bi màu gì, đúng không? À, chọn ra 4 bi. Rồi chọn ra 4 bi mà chưa chưa phân biệt cái màu của nó, không? Cái hộp này có tổng cộng là 20 viên bi đúng không? Này 5 này cộng 7 này 8. Cái hộp này có tổng cộng là 20 2 viên bi ha, 20 viên bi không? Giờ cho mình chọn ra 4 4 bi ha. Thì số vectơ chọn là bao nhiêu? Nó chính là số biến cố sơ cấp đồng khả năng. Ha. Số biến cố sơ cấp đồng khả năng ha. Mà số biến cố sơ cấp đồng khả năng mình biết nó là chữ N này nhỏ nè. Tử của không gian mẫu được, hay mình gọi nó là số phần tử của không gian mẫu ha. Khi không gian mình ký hiệu nó như này. À, số phần tử của không gian mẫu ký hiệu là chữ omega đó, nghĩa omega omega là nghiệm qua cũng có ký hiệu rồi đúng không? Nên cái không gian mẫu là mình ký hiệu đó là omega này, không? Là tổ hợp tập 4 của gì? Của 20 đúng không? Cái hộp này có tổng cộng là 20 viên bi. Mình chọn ra 4 viên. Thì có bao nhiêu cách chọn? Không? Mình sẽ tính theo là tổ hợp tập 4 của 20. 20 này, C này, 4. Không. À, các bạn nào có máy tính, các bạn bấm bấm thử ra bao nhiêu. 4.845. Tổ hợp tập 4 của 20 là 8.000. 8.000 mấy? 4.845. 4845 không? Đó là số biến cố sơ cấp đồng khả năng. Rồi cái này là cái này trong xác suất thì cái này mình sẽ chia cho nó đúng không? Trong cả bốn cả năm câu này này đều phải chia cho cái số biến cố sơ cấp đồng khả năng. Rồi giờ câu A, câu A này tính xác suất để trong 4 bi đó có một bi xanh thì giờ mình sẽ tính số biến cố thuận lợi phải không? Số biến cố thuận lợi câu A này. À, số biến cố thuận lợi à, mình ký hiệu là chữ M ha, cái là chữ M. Số biến cố thuận lợi để trong 4 bi đó có một bi xanh
không à, có một bức tranh thì một bức tranh á thì ba bên kia sẽ rơi vào đỏ vàng đúng không? Không à, thì nó sẽ xảy ra là nó sẽ xảy ra là một xanh nè, một xanh là một x không, xanh là chữ x, một xanh à, rồi ba bên kia này là đỏ, đỏ vàng ha. Một xanh một cây xanh này à, ba bên kia ba bên còn lại sẽ là đỏ vàng đúng không, bốn bi mà à, bây giờ thì mình sẽ bước thứ nhất là mình chọn làm sao mà để có một bi xanh không, mà trong cái hộp này có bao nhiêu bi xanh, có năm bi xanh, vậy là có bao nhiêu cách chọn à, một bi xanh này. Chọn được một bi xanh không, có rồi, chọn được một bi xanh sẽ có là tổ hợp tập 1 của năm đúng không, 5 này C1 là tổ hợp tập 1 của năm là ra 5, cái này biết rồi không, tập 1 là nó sẽ ra 5 rồi. Bước thứ hai này ba bi kia chọn ba bi trong số đỏ vàng đúng không, chọn ba bi này. Trong số đỏ vàng có bao nhiêu cái chọn, bạn nào nói thử coi, mình chọn ba bi trong số đỏ vàng là có bao nhiêu cách chọn, đang là nói thử rồi, đỏ vàng là có tổng là 15 bi đúng không, 7 7 với 8 là 15 này, 7 với 8 là 15, mà mình phải có ba bi trong số đỏ vàng này đúng không à, như vậy là số cách chọn sẽ là gì, sẽ là tổ hợp tập 3 của mấy, của 15 đúng không. À, tổ hợp tập 3 của 15 rồi. Không, tổ hợp tập 3 của 15 rồi, bạn là bấm máy tính thử ra bao nhiêu, 455 à, 455 rồi. Bước thứ nhất là mình chọn được một bi xanh này, có 5 cách này. Bước thứ hai là chọn ba bi trong số đỏ vàng không, là có 455 cách này, áp dụng quy tắc gì, hai hai cái này mình áp dụng quy tắc gì, áp dụng quy tắc gì, vừa qua mình học đó. Đầu tiên là mình học quy tắc Đó, cộng quy tắc có quy nhân á, tắc nhân này. nhân à, đúng rồi, áp dụng quy tắc nhân không, tại vì mà bài toán mà mình chia ra làm hai bước liên tiếp thì mình phải áp dụng quy tắc nhân không, thì cái bước thứ nhất này là chưa chưa có xong công việc, bước thứ hai phải qua bước thứ hai nữa mới xong công việc, cho nên phải áp dụng quy tắc nhân không, xưa đã có rồi. Năm này nhân năm này nhân này 455 rồi, nhân thử ra nhiêu, 5 nhân 455 2275 rồi, cái này chính là M đúng không, cái này chính là M, là số biến cố thuận lợi đó. Không, như vậy là số số biến cố thuận lợi chính là M là 2275 rồi, từ đó mình gọi là xác suất không, xác suất mình ký là P này, A ha, ví dụ là biến cố A. Rồi, nó sẽ được tính theo công thức là M chia N đúng không?
Không, áp dụng tính theo công thức là M chia N nè. Rồi phép chia thì mình mở phép chia ra này, M chia N nè. À, M là số biến cố thuận lợi, còn N là số biến cố sơ cấp đồng khả năng, ha. Rồi cái này nghiệm qua mình biết rồi ha. Mình số biến cố thuận lợi là 2275 này. Rồi chia cho số biến cố sơ cấp đồng khả năng mới tính ra là 4845. Rồi chia thử ra bao nhiêu. Ra 46,96 phải không? 955 á, mình lỡ tròn á, từ năm, nếu mà từ năm trở đi á thì mình làm tròn mình tăng thêm một đơn vị ha. Tức là 46,96%. Chưa? Như vậy là xác suất. Xác suất để trong 4 bi mình chọn ra có một bi xanh là 46,96%. Ha. Rồi chia này bình thường mà đâu gì đâu không, các bạn lấy máy tính ra chia nó ra là nó sẽ ra con số là 0,46955 đúng không, vân vân, số lẻ nó còn nhiều lắm không. Thì mình tính theo phần trăm thì mình phải nhân cho 100 là ra 46,955. Mình làm tròn á, ở đây 5 á, thì phải tăng thêm một đơn vị là 6 phải không? Mà lấy sau cái phẩy hai chữ số thì chỗ này phải là 6. Rồi đó là câu A, câu B nè. Tính xác suất để trong 4 bi có ít nhất một bi xanh. Đã hiểu chưa? Hiểu câu A chưa? Hiểu rồi phải không? Rồi. Bây giờ ta sẽ làm câu B này. Tính xác suất để trong 4 bi có ít nhất một bi xanh. Bây giờ ta sẽ lập cái không gian mẫu ra, không gian mẫu là cái omega này. Nên cái omega này gọi là không gian mẫu, không? Mình liệt là tập hợp tất cả những trường hợp có thể xảy ra khi mình lấy ra 4 bi, không? Như vậy khi mình lấy ra 4 bi á, bây giờ mình quan tâm đến cái bi xanh, người ta nói là ít có ít nhất một bi xanh, không? Thì giờ mình sẽ quan tâm đến vấn đề cái bi xanh đúng không? Ở trong đây có 3 màu xanh, đỏ, vàng. Bây giờ mình lấy ra 4 bi có thể là không có bi xanh đúng không? 4 bi mà không có bi xanh. Không có bi xanh ha. Không có xanh, không có xanh đi. Bi xanh. Mà không có bi xanh, không? 4 tức là có nghĩa là chỗ này mình hiểu là 4 bi mà không có bi xanh. Rồi có một bi xanh, 4 bi mà có một bi xanh, không? Một xanh.
rồi một xanh rồi hai xanh. Nhưng chỗ này mình hiểu là không có bi xanh, có nghĩa là bốn bi là đỏ vàng đúng không? Đúng không? Vậy là mình hiểu là bốn bi là đỏ vàng này. Rồi một bi xanh thì mình phải hiểu là gì, một bi xanh thì ba ba bi kia sẽ là đỏ vàng, ba bi kia sẽ là đỏ vàng phải không? Một bi xanh thì ba bi kia sẽ là đỏ vàng. Rồi hai hai bi xanh. Hai bi xanh thì hai bi còn lại sẽ là đỏ vàng phải không? Hai bi còn lại sẽ là bỏ đỏ vàng. Rồi còn ba bi xanh. Một bi còn lại sẽ là đỏ vàng đúng không? Rồi còn trường hợp nào nữa không? Còn trường hợp nào nữa không các bạn? Các bạn hiểu 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 cách thiết lập cái không gian mẫu không? Còn bốn xanh nữa thầy, À, còn bốn xanh nữa. bốn xanh. Còn bốn xanh. Không có bi Không, đỏ vàng. Rồi đó, như vậy là có 5 trường hợp phải không? Có 5 trường hợp đúng không? Không có bi xanh này, một bi xanh này, hai bi xanh này, ba bi xanh này, bốn bi xanh, không? Như vậy theo bạn là những trường hợp nào là có ít nhất một bi xanh? Những trường hợp nào là có ít nhất một bi xanh? bỏ cái không có bi xanh. Bỏ cái đầu tiên đúng không? Bỏ cái đầu tiên tức là bốn cái này không, à, bốn cái đó. Như vậy mình thấy bây giờ mình áp dụng cái nguyên lý tập hợp giống như ngày hôm qua đó đúng không, áp dụng cái nguyên lý tập hợp giống như ngày hôm qua, tức là thay vì mình đi tính bốn trường hợp này á nó dài không, bây giờ mình sẽ tính cái đối lập với nó. Ví dụ cái bây giờ bạn bạn sẽ làm quen với một cái khái niệm gọi là biến cố đối lập không. Ví dụ cái mình cần tính đây á, là gọi là biến cố B, mà nào bốn trường hợp này này mình gọi chung nó là biến cố B không, thì cái mà đối lập với nó là chính là không có bi xanh này không, là chính là biến cố bê ngang này, chính là biến cố bê ngang. Không, chính là biến cố bê ngang, bê ngang thì ký hiệu này. Đó cái giống như ngày hôm qua mình mô tả cái tập hợp về chẵn lẻ đó nhớ không, omega này là tập hợp các số có bốn chữ số nhớ không, không phân biệt chẵn lẻ, thì có nghĩa là bên trong này nó gồm những tập hợp những số số chẵn và những số lẻ đúng không, tập hợp những số chẵn và những số lẻ, thì hai cái tập hợp đó gọi là hai cái tập hợp đối lập, hay là bây giờ mình sẽ dùng là biến cố đối lập không, mình dùng biến cố là gọi là biến cố đối lập. Rồi bây giờ sẵn đây sẽ chứng minh cho bạn là cái công cái mình tính
những biến cố đối lập này. Bây giờ mình tính xác suất của B nha, giờ mình cần tính xác suất của B phải không? Là có ít nhất một bi xanh đúng không? Nó sẽ bằng này. Nó sẽ bằng mình sẽ lấy cái omega, lấy cái n omega phải không? N omega chính là cái không gian mẫu đó. Giờ cái mình sẽ lấy là cái n omega này. Rồi trừ đi này. Tức là mình đang tính NB phải không? Thì mình sẽ lấy N omega trừ đi cho B ngang, trừ đi cho N của B ngang á. Trừ cho N của này. Nhớ không, ngày qua mình có cái bài toán mà mình sẽ lấy cái tập omega này trừ cho tập hợp các số lẻ thì nó ra số chẵn đó, nhớ không? Thì cái này nó không vậy. Không. Rồi, mà cái n này chính là số biến cố sơ cấp đồng khả năng này, cái n omega này chính là số biến cố sơ cấp đồng khả năng, tức là n ha. Cũng là n omega luôn đó. Hai cái này là cái omega này là cái ở trên đây nè, là omega này ở trên này. Tức là 4845. Ha. Bằng này. Bây giờ cái n này mà chia cho n ở dưới là ra 1 đúng không? Ra 1 trừ đi nè. N này chia cho n này được 1 này đúng không? Rồi. Cái n còn lại là trừ đi này. Cái n b ngang chia cho n đúng không? Mà n b ngang mà chia cho n b ngang là số biến cố thuận lợi cho cái biến cố b ngang này đúng không? Chia cho n là số biến cố sơ cấp đồng khả năng, thì cái này chính là ra xác suất của b ngang, hiểu không? Bằng nè, 1 trừ nè xác suất của b ngang. Rồi, như vậy là mình có công thức này. Nếu như sau khi mình xác lập được hai cái biến cố đối lập B và B ngang, thì bây giờ mình muốn tính xác suất của B. Nếu mình tính trực tiếp thì nó rất là dài, tại vì tính từ 4 trường hợp rồi. À. Thì mình sẽ áp dụng công thức này, mình lấy 1 nè. 1 trừ đi cho xác suất của cái B ngang này, thấy chưa? Mà xác suất của B ngang á là xác suất là ở trường hợp là gì, là không có bi xanh, tức là 4 bi đỏ vàng, thì mình tính được rất nhanh và tính luôn nè. Rồi 4 bi đỏ vàng, số biến cố thuận lợi là nhiêu các bạn? Thấy có một âm thanh, có một bạn mới vô mà dân mất rồi.
đây. Và các bạn hiểu không? Bây giờ này mình đang tính cái số biến cố thuận lợi cho cái biến cố bề ngang này, tức là tính tính số cách chọn 4 bi đỏ vàng. Mà đỏ vàng là tổng cộng là bao nhiêu? Đỏ vàng tổng cộng là 15 bi, phải không? Đây này, cái hộp này có tất cả đỏ vàng là 15 bi này. Rồi giờ mình chọn 4 bi, đúng không? Mình chọn 4 bi trong số đỏ vàng này, đúng không? Là tổ hợp tập gì? Tổ hợp tập 4 của 15, đúng không? Như vậy số biến cố thuận lợi có phải là tổ hợp tập 4 của 15 không? 15 này C4, không? Rồi còn dưới này là 4845, đúng không? Đó. Rồi, một trừ này nãy ở trên này nãy một chị nói là bao nhiêu? 1365 ở trên này, 1365 không? Đó, như vậy là ra xác suất, đúng không? Rồi tính ra luôn xác suất nó ra là 71.83%, không? Tính ra luôn, lấy một trừ cho cái này thì nó ra luôn 71.83%. Rồi tính như vậy là mình có công thức ha, chỗ này mình đóng khung công thức này lại. Mình sẽ đóng khung cái công thức này lại. Thầy ơi, khi làm bài miễn sao ra đáp án thôi là được phải không thầy? Khi làm bài miễn sao ra đáp án ra đáp án đúng không? Thì dĩ nhiên một bài làm này nó nói như vậy, mà mình phải trình bày như vậy chứ, đúng không? Cái đây là đang giảng cho bạn nè, đang giảng cho bạn cách để bạn hiểu và bạn làm bài, đúng không? Còn dĩ nhiên là khi người ta chấm thì người ta phải chấm, người ta coi cái đáp án trước, rồi đáp án đúng rồi bắt đầu người ta mới chấm cách làm, đúng không? Còn nếu mà đáp án sai thì người ta cũng chấm trước, thì người ta cũng xem xét thử là mà cái bạn làm có thể là nó đúng nhưng mà mình tính toán nó sai, đúng không? Dạ thầy ơi, hình như là trường cho thi trắc nghiệm hết đó thầy. À thì đúng rồi, muốn trắc nghiệm thì trắc nghiệm thôi, có gì đâu. Đây là cái công thức. Bạn chú ý ha, chú ý công thức này. Rồi, đó là câu B, đúng không? Câu B. Nên cái này mà mình tính trực tiếp này dài lắm này. Bốn cái này mà cộng lại á. Không? Dài lắm. B, câu C, tính xác suất để 4 bi có cùng màu. Tính xác suất để 4 bi có cùng màu, tức là theo bạn thì có bao nhiêu trường hợp xảy ra? Câu C này, tính xác suất để 4 bi có cùng màu, theo bạn thì có bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra? Bốn trường hợp đó thầy. Dữ vậy? Có ba màu mà. Rồi bây giờ này, trong cái hộp này thì có ba màu thôi, màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Tính xác suất để 4 bi có cùng màu, phải không? Bây giờ trường hợp 1
là bóng bi có màu xanh đúng không? Chọn mình trường hợp một là mình chọn được là bóng bi có màu xanh nè. Có bao nhiêu cái tròn? Tổng 4 bi có màu xanh có bao nhiêu cái tròn các bạn? Chọn 4 bi, mình chọn 4 bi mà chỉ có màu xanh không á, là có bao nhiêu cái tròn? Tính như thế nào? À, đúng rồi, cái năm cách là tổ hợp tập 4 của 5. Tổ hợp tập 4 của 5 là ra ra 5, ngày hôm qua nói rồi phải không? Cái số tập mà nhỏ hơn số phần tử một đơn vị á thì nó sẽ ra số phần tử là ra 5 ha. Hay là có 5 cách đúng không? Rồi giờ trường hợp 2 này. Còn 4B có màu đỏ. Màu đỏ là tổ hợp tập 4 của 7 là 35 ha. Không, phải 35 không? Rồi 35. Rồi trường hợp 3 này. Bóng bi có màu màu vàng. Là hết đúng không? Là có ba trường hợp thôi đúng không? À, màu vàng có cặp 4 của 8. Là mấy? 40 hả? 70. Rồi như vậy là suy ra số biến có thuận lợi áp dụng quy tắc gì? Số biến có thuận lợi áp dụng quy tắc gì? Quy tắc À, cộng mình chia ra ba trường hợp khác nhau đó, là mình áp dụng quy tắc cộng không? Tức là ở đây nó đã xong công việc rồi này. Cái trường hợp một là mình đã chọn được 4 bi không, là xong công việc rồi đó. Giờ nếu mà trường hợp 2 thì mình chọn được cũng được được 4 bi là cũng xong công việc. Trường hợp 3 là 4 bi cũng là xong công việc. Như vậy là sau khi như vậy là một bài toán mà mình chia ra làm các trường hợp khác nhau đó, thì mình phải áp dụng quy tắc cộng đó. Còn hồi nãy là từng từng giai đoạn đó nó chưa xong đó, từng giai đoạn nó chưa xong thì là mình phải áp dụng quy tắc nhân đó. Số biến có thuận lợi là lấy 5 nè cộng 35 nè cộng 70 nè là 110 phải không? Rồi như vậy là xác suất mình ký hiệu là P PC ha, câu này câu C. Rồi ở trên tần số này là 110 nè. Không. Ở dưới là 4845, không? Hai phẩy hai bảy ha. Chắc số này rất nhỏ. Bạn 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 thấy bạn cứ tưởng tượng coi. Bạn tưởng tượng mà bạn bạn lấy ra
bạn lấy ra lấy ngẫu nhiên ra bốn bi trong cái hộp đó mà để nó đều có màu một màu hết đó thì rất là khó đúng không, hiểu không? Vì chính này nó khó như vậy cho nên xác suất nó rất nhỏ, nó rất nhỏ không? Rồi à, đó là câu C được chưa. Bây giờ câu D nè, tính xác suất để bốn bi có đủ ba màu. Đó, bây giờ tính xác suất để có đủ ba màu, bốn bi mà có đủ ba màu. Theo bạn là có mấy trường hợp xảy ra? Cũng có 3 trường hợp không? Có 3 trường hợp. 4 bi có đủ 3 màu. À, trường hợp thứ nhất là 2 xanh, 1 đỏ, 1 vàng, được không? Hai xanh nè, hai xanh, một đỏ, một vàng, đúng không? Hai xanh, một đỏ, một vàng là bốn bi này có đủ ba màu đúng không? Đó. Rồi trường hợp thứ hai là một xanh, hai đỏ, một vàng, đúng không? Trường hợp thứ ba là một xanh, một đỏ, hai vàng, rồi hết rồi đúng không? Ba trường hợp. Giờ mình coi thử trường hợp này. Trường hợp này thì số bích chọn là bao nhiêu? Bạn nào nói thử trường hợp này số bích chọn là bao nhiêu? Giờ để có được hai bi xanh thì số bích chọn là tổ hợp tập 2 của 5. Đúng không? Rồi. Một bi đỏ được chọn trong số 7 bi đỏ thì có 7 cách đúng không? Rồi một bi vàng mà chọn trong 8 bi vàng này thì có 8 cách đúng không? Áp dụng quy tắc gì? Giờ bây giờ mấy cái số này là mình sẽ nhân hay cộng? Không. Hả? Tổ hợp tập 5 của 2 này, 7 này, 8 này, mình áp dụng quy tắc nhân hay cộng? Alo. Dạ cộng này. Cộng à? Nhân cộng. Với nhân, chỗ này mình phải áp dụng quy tắc nhân. Tự gì á? Tại sao mình nhân? Tự gì? Bước thứ nhất là mình chọn hai bi xanh là tổ hợp tập 2 của 5. Bước thứ hai là chọn một bi đỏ thì có 7 cách. Bước thứ ba là chọn một bi vàng là có 8 cách, đúng không? À, thì mà mình chia là 3 bước như vậy thì mình phải áp dụng quy tắc nhân. Đúng rồi, 506. Rồi ở dưới là ở dưới này. À, chọn một bi xanh là cái 5 cách đúng không? Là cái 5 này, nhân này. Chọn hai bi đỏ thì tổ hợp tập 2 của 7 phải không? 7 C2 nè. Chọn một bi vàng trong số 8 bi vàng là có 8 cách phải không? Rồi bằng bao nhiêu?
840. Rồi cái này chọn một bi xanh là có 5 cách này, chọn một bi đỏ là có 7 cách này, chọn hai bi vàng là có tổ hợp cặp 2 cặp 8 này. Rồi như vậy là tới đây bài toán mình chia làm 3 trường hợp khác nhau, với cuối cùng là phải áp dụng quy tắc cộng, đúng không? Áp dụng quy tắc cộng rồi 560. Rồi cộng 3 cái này lại ra nhiêu? Hai ba tám không. Rồi xác suất thì mình gọi ra là biến cố D. Rồi chia ra, ra là 49,12%, phải không? Rồi xác suất là 49,12%. Đó, đó là câu D. Bây giờ câu cuối cùng này, câu E này. Chính xác suất để trong 4 bi chỉ có 2 màu. 4 bi mà chỉ có 2 màu. Bây giờ bạn có thể làm theo cách là bạn ngồi bạn liệt kê ra thử nó có bao nhiêu trường hợp mà 4 bi mà chỉ có 2 màu. Phải không? Ví dụ là 2 xanh 2 đỏ, đúng không? Ví dụ như này 2 xanh 2 đỏ này là 2 màu, đúng không? 4 bi mà có 2 màu này. 3 xanh 1 đỏ này. 1 xanh 3 đỏ này, nhiều lắm. Nếu mà bạn ngồi bạn liệt kê thôi chứ nó cả buổi đó, đúng không? Mặc dù ở đây nó cũng ít, mình có thể mình liệt kê ra được, nhưng mà nó dài lắm, mà nhiều khi có thể bị sót trường hợp. Bây giờ mình sẽ giải quyết bài toán này bằng cái không gian mẫu, là theo cái nguyên lý tập hợp giống như ngày hôm qua đó. Bây giờ ta sẽ coi cái omega này. Giờ câu E này ha, giờ ta làm câu E này. Giờ cái omega là mình sẽ phân ra như thế nào? Bây giờ về mình sẽ phân ra như thế nào đây ha? Giờ phân ra này, 4bi, 4bi chỉ có một màu. 4B chỉ có một màu.
Đó, đó là trường hợp thứ nhất là 4B, bây giờ là 4B có đủ 3 màu, không? Bốn bi có đủ 3 màu. Rồi cuối cùng là bốn bi chỉ có 2 màu. Là hết với nữa chỉ có 3 trường hợp thôi, đúng không? Này thì mình chỉ có 3 màu đúng không? Mà mình lấy ra bốn bi thì nó có khả năng xảy ra là bốn bi chỉ có một màu. Đúng không? Có thể xảy ra là bốn bi chỉ có 2 màu, có thể là bốn bi có đủ cả 3 màu, là hết rồi, có 3 màu à. Thì một màu, 2 màu, 3 màu là hết rồi đúng không? Chỉ có 3 trường hợp này thôi. Bây giờ hai cái trường hợp đầu này là mình đã tính rồi này, hai cái trường hợp đầu này mình đã tính rồi, mình gọi nó là hai trường hợp này mình gọi nó là cái này là cái mình cần tính, mình gọi nó là biến cố E ha. 4B chỉ có 2 màu, mình gọi cái này là biến cố E nè. Thì cái này là đối lập lại với E, tức là E ngang ha. Cái này là đối lập lại là E ngang mà, hiểu không? Tức là nó giống như cái bài toán mà chẵn lẻ ngày hôm qua mình học á, đúng không? Tập hợp các mình biết tập hợp các số lẻ, mình cần tính tập hợp các số chẵn là mình lấy cái omega, đúng không? Trừ đi cho tập hợp các số lẻ thì nó ra số chẵn thôi, đúng không? Thì cái này cũng vậy. Cái này bây giờ cái mình cần tính là cái E này đúng không? Mà cái E ngang này mình có rồi này, E ngang này mình có rồi. Không à, như vậy là bây giờ xác suất của E nè, là một trừ xác suất của E ngang đúng không, cái công thức này là mình hồi nãy nói với bạn đó. Mà công thức này nãy nó nói cho câu câu này rồi nè, câu của B này, nó câu B này, công thức này nè. Mình cần tính xác suất của B thì mình lấy một từ xác suất của B ngang, nếu như mình biết được cái B ngang này ha. Rồi bằng nè. Cái xác suất của hai cái này cộng lại, E ngang lại xác suất của hai cái này cộng lại một này, trừ này cái xác suất của cái xác suất của cái 4B chỉ có 4B chỉ có một màu đó, 4B chỉ có một màu là 4B có cùng màu này nha, 4B có cùng màu tức là 4B có cùng một màu đó. Là mình tính được là xác suất mình tính được là 2,27% đúng không? Bây giờ khi mình ráp vô đây á, nếu mà tính mình phần trăm thì mình phải để phần trăm hết, còn nếu mà số thập phân á, thì phải để số thập phân hết, không? Như vậy mình khi mình chuyển về thập phân á, là mình phải chia cho 100, chia 100 là 0,0227 ha, trừ này 0 phẩy nè 0,227 đó. Yeah. 2,27 mình chuyển về thập phân là mình phải chia cho 100. Nó là 0,0227 ha. Trừ nè. Xác suất có đủ 3 màu.
bốn bi có đủ ba màu là mới tính ở trên đây nè, đây là 0,4912 nè. Rồi lấy một từ đi cho hai cái đó là nó ra ha. Ra là 48,61%, đúng không? Là 0, này. 48,61. Viết là phần trăm là 48,61%, đúng không? Rồi, được chưa các bạn? Mấy công thức này, cái này mình phải biết cách tính này để làm cho nó nhanh, đúng không? Chứ mình ngồi mà mình liệt kê ra mà 4 bi mà chỉ có hai màu là thôi, cho nó rất là lâu, mà có thể là mình tính nó bị sót ha. Làm cái kiểu này là theo gọi là nguyên lý tập hợp á. Rồi xong ghi ôn lại cái ôn lại cái sách xuất hiện qua. Giờ hôm nay mình sẽ đi tiếp. Rồi, bạn gì có nói đi. Thì cái bài toán mà áp dụng quy tắc nhân á, đây quy tắc nhân nè, chỗ này không, ví dụ nó nói mình chọn ra 4 bi mà trong đó có một bi xanh, trong đó có một bi xanh. Không? Thì mình phải xác định là 4 bi, một bi xanh, thì 3 bi còn lại nó phải rơi vào bi đỏ và bi vàng, đúng không? Đây, bây giờ mình sẽ tính này, mình sẽ chia cái này làm hai bước liên tiếp á. Bước thứ nhất á, là mình sẽ làm sao mà mình chọn được một bi xanh, không chọn được một bi xanh mà mình trong cái hộp này có là 5 bi xanh, đúng không? Thì mình sẽ có 5 cách. À, như vậy bước thứ nhất là mình có 5 cách chọn được một bi xanh, tức là cái bước này chưa có xong công việc, đúng không? Xong mới bước này mới chọn được một bi xanh à, mà trong khi mình phải chọn ra phải là đủ 4 bi, không? Rồi bước thứ hai là mình phải chọn để nó đảm bảo là 3 bi kia sẽ là đỏ vàng. Đỏ vàng tổng cộng là 15 bi, thì số cách chọn là tổ hợp tập 3 của 15 là 455. Như vậy là mình, đây là bước thứ hai này, mình phải qua hai bước này á, thì mình mới xong công việc, đúng không? Qua hai bước này mình mới xong công việc. Như vậy mình phải cho nên là mình phải áp dụng cái tác nhân, không? Thì cái bước thứ nhất này là chưa có xong công việc, là mới có lấy được một bi xanh thôi, không? Mình phải lấy ra đủ 4 bi thì mới xong công việc. Đó, cho nên là mình phải có bước thứ hai. Như vậy bài toán mà mình chia làm hai bước như vậy á, thì mình phải áp dụng quy tắc nhân là 5 này, 5 nhân 455, được chưa? Rồi bây giờ quy tắc cộng này, quy tắc cộng là khi nào mình chia ra thành những trường hợp khác nhau. Đây ví dụ đây chọn ra 4 bi có cùng màu ha. Bây giờ trong cái hộp này là thì bốn bi có cùng màu, thì một cách tự nhiên là mình sẽ có ba trường hợp, tức là bốn bi có màu xanh, đúng không? Bốn bi đều có màu đỏ, bốn bi đều có màu vàng, đúng không? Bây giờ mình coi này, bây giờ mình cái trường hợp thứ nhất đó là mình xong công việc chưa? À, mình coi thử mình xong công việc chưa. Xong rồi đúng không? Tự nhiên người ta yêu cầu là lấy ra 4 bi, đúng không? Người ta yêu cầu mình là lấy ra 4 bi. Mà ở đây mình lấy ra 4 bi rồi này, lấy ra 4 bi.
Như vậy là cái trường hợp này là 40 xanh, là mình có 5 cách này, là trường hợp này là xong công việc rồi này. Rồi giờ trường hợp 2 là 40 cái màu đỏ, cũng là đủ 40 rồi phải không? Là xong công việc đúng không? Đó. Trường hợp thứ ba là cũng là lấy ra 40 cái màu vàng, cũng là xong công việc luôn. Như vậy lúc đó là mình sẽ cộng lại để mình ra tổng số cách, chọn ra 40 đúng không? Ở đây là lấy ra 40 là xong rồi này, cho nên mình mới cộng được. Cộng là khi nào là mình xong việc rồi đó, xong công việc cho trường hợp thứ nhất, xong công việc cho trường hợp thứ hai, xong công việc cho trường hợp thứ ba, thì mình sẽ mình cộng lại để mình ra tổng số cách hoàn thành công việc. Bây giờ thì mình áp dụng quy tắc cộng lên, thấy không? Rồi hiểu chưa? Cho nên là hiện qua nó là được chưa? Rồi được rồi phải không? Rồi được rồi, bây giờ qua bằng khác. Giờ qua phần này á, là tự nhiên mình rất ít thời gian, cho nên là mình không có nói lại một cách cơ bản mà sâu tỉ mỉ, cho nên là phải nói cái nào bạn chưa hiểu thì nhắc lại thôi, chứ còn không đủ thời gian để mình nói cơ sở về lý thuyết, cho nên là không cho nên bây giờ cứ qua cái phần này này, cái phần này là xác suất có điều kiện này. Rồi bây giờ ha, bây giờ nói tới đâu giải thích tới đó thôi không, chứ mình không có đi cơ sở lại đâu, không không đủ thời gian đâu ha. Bây giờ mình sẽ qua cái phần gọi là xác suất của tổng và tích không. Mình mà muốn hiểu sâu xa cái bài này là mình phải có một cái bài là phép toán về biến cố, nhưng mà thôi giờ nói thẳng cho luôn ha. Chừng nào mà ví dụ người ta nói thi như thế nào đó, cách thức thi như thế nào đó, thì chắc cũng xin người ta một buổi ôn tập để biết cách làm bài vậy thôi không. Xác suất của tổng tích này, bây giờ xác suất của một tích không, bây giờ khi nào thì mình vấn đề là khi nào mình ví dụ A là biến cố, B là biến cố, thì cái biến cố tích này này, ý nghĩa của biến cố tích này này, A nhân B này, A nhân B nhân, đây là nhân này đúng không, nhân nhân hai biến cố không. Biến cố là nãy giờ mình cũng quen nghe quen rồi phải không, biến cố nãy giờ mình nghe quen rồi phải không. Ví dụ biến cố để mình lấy được 40 cái cùng màu đó, mình gọi đặt đó là chữ chữ A mà chữ in hoa phải không. Biến cố là mình đặt nó là chữ in hoa. Như vậy A là một biến cố, B là một biến cố, thì A nhân B là biến cố tích không. Như vậy cái biến cố tích này nó chỉ xảy ra khi nào, khi cả hai biến cố này cùng xảy ra đó. Người ta khi nào mà cả hai biến cố cùng xảy ra thì người ta sẽ dùng biến cố tích đó, biểu diễn nó bằng biến cố tích. Rồi còn biến cố tổng, biến cố tổng này, đấy, cái này nó có trong cái kinh nghiệm, qua có gửi cho bạn trong cái file bài giảng á, cái file bài giảng á, thì nó có cái phần này này. Ví dụ A cộng B biến cố tổng, A cộng B là biến cố tổng không. Biến cố tổng xảy ra khi có ít nhất một biến cố xảy ra, ví dụ chỉ cần biến cố A xảy ra là biến cố tổng nó xảy ra, chỉ cần biến cố B nó xảy ra thì biến cố tổng nó xảy ra không. Nếu mà cả hai cái đều xảy ra thì biến cố tổng càng xảy ra nữa đúng không. Như vậy cái biến cố tổng này nó dễ xảy ra hơn, còn biến cố tích này nó yêu cầu là phải cả hai cái phải cùng đồng thời xảy ra thì cái tích này nó mới xảy ra được không. Cái này nó cái yêu cầu nó khắt khe hơn, cho nên là mình biểu diễn nó là nó hẹp hơn, còn cái này biểu diễn nó ra rộng hơn không. Còn còn hai biến cố xung khắc, ví dụ xung khắc là hai biến cố mà xung khắc là A nhân B này, là nó sẽ bằng bằng biến cố rỗng, biến cố rỗng này, này
biết có rỗng là tập hợp rỗng á. Tập hợp rỗng là tập hợp không có phần tử nào hết, tức là có nghĩa là nó tương tự về số thì nó giống như số 0 vậy đó, không? A nhân B bằng rỗng, không? Rỗng là nó nếu mình nói về biến cố thì rỗng là một biến cố không bao giờ xảy ra, không? Rỗng là một biến cố không bao giờ xảy ra, hiểu chưa? Đó. Ví dụ như chẵn lẻ, không, tập hợp các số chẵn và tập hợp các số lẻ, ngày qua mình học á, là hai cái đó là đối lập với nhau, cho nên là tích của nó luôn luôn bằng rỗng, hai cái đó là không không biết giao nhau được. Như vậy ở đây mình có khái niệm biến cố tích này, biến cố tổng này, rồi biến cố rỗng này, trong trường hợp mà nếu mà xung khắc đó, xung khắc có nghĩa là AB xung khắc có nghĩa là có A thì không có B, có B thì không có A, hai cái này không bao giờ nó xuất hiện cùng một lúc, mà A xuất hiện thì B không xuất hiện, B xuất hiện thì A không xuất hiện. Đó. Thì hai biến cố này nó gọi là hai biến cố xung khắc. Nãy mình có thể dùng cái B này là A ngang cũng được, để mình dùng nó là cái A ngang. Rồi nãy ta biết rồi phải không? Ta biết A với A ngang này là hai cái này nó đối lập nhau. Tức là mình thấy nó riêng biệt đó, nó riêng biệt. Ví dụ mình có là tập hợp các số lẻ, tập hợp các số chẵn là hai cái nó riêng biệt. Nên không? Nó tách rời nhau. Thì hai cái đó nó gọi là xung khắc. Xung khắc thì tích tích nó lại nó bằng bằng rỗng. Rồi bây giờ mình sẽ qua đến khái niệm độc lập và phụ thuộc nha. Khái niệm độc lập và phụ thuộc. AB nếu mà AB mà giờ mà, nếu mà nói về hình ảnh á, để trở lại cái file, trở lại cái file một chút. Rồi cái này là cái bài giảng này nghiệm qua cứ gửi cho các bạn rồi này, đúng không? Cái này giờ cái ta nhìn này, A này với A ngang, bên này là A thì bên này sẽ là A ngang, hai hai cái biến cố này người ta gọi là biến cố đối lập nhau, không? Đối lập nhau. Tức là nếu mà có A thì không có A ngang, mà có A ngang thì không có A. Tôi qua cái chỗ mà biến cố độc lập, biến cố phụ thuộc này.
Rồi, bây giờ hai biến cố độc lập á, thì bây giờ bạn coi hình ảnh đi ha, coi hình ảnh. Ví dụ đây là biến cố A ha, biểu diễn bằng tập hợp, bằng cái tập hợp này đúng không? Đây là biến cố A, biểu diễn nó là cái tập hợp. Biến cố B, biểu diễn nó bằng cái tập hợp. Đó. Bây giờ trong tập này gọi là phụ thuộc này, hai biến cố mà nó giao nhau thế này á, thì hai biến cố này được gọi là phụ thuộc. Nó phụ thuộc ở cái phần chung này này. Đó, cái phần mà giao nhau này này, nó gọi là nó bị phụ thuộc. À. Còn nếu mà hai biến cố mà nó rời nhau này, nó tách rời nhau này. Đó. Cái A này. Cái B ha. Đó. Thì nó rời nhau này, nó gọi là độc lập. Rõ ràng là hai cái này không có liên hệ gì với nhau. Nếu A xảy ra thì B không xảy ra, mà B xảy ra thì A không xảy ra. Không quên, A xảy ra thì không ảnh hưởng gì tới B nhá. B xảy ra thì không ảnh hưởng gì tới A. Thì hai cái này được gọi là độc lập nha. Độc lập thì nó có thể cùng xảy ra, nó có thể cũng có thể khả năng là cũng có thể cùng xảy ra hoặc là không ha, nhưng mà cái nó không có ảnh hưởng, không có liên hệ gì với nhau gọi là độc lập. Còn cái này nó có liên hệ với nhau ở chỗ này này, ở cái phần giao nhau này này, thì người ta gọi nó là phụ thuộc ha. Rồi bây giờ mình đi đến cái công thức luôn ha, đi đến công thức luôn chứ còn nói lý thuyết nó dài dòng lắm ha. Rồi các bạn thấy là phải không? Rồi bây giờ này, bây giờ ở đây xác suất của biến cố tích này, nếu mà trường hợp mà A, B là hai biến cố phụ thuộc nhau á, thì xác suất của tích nó sẽ bằng này, xác suất của A ha, nhân với xác suất của B với điều kiện A. Cái dấu xuyệt này á, có nghĩa là như ví dụ thông thường bạn hiểu là xác suất của A nhân xác suất của B, nhưng mà do này, do cái A này nó xảy ra trước, thì cái A này nó xảy ra nó lại tác động đến B, cho nên nó là điều kiện của B, cho nên là chỗ này người ta ghi là xác suất của B với điều kiện A. Cái A này nó cái phía sau này này, cái A này nó đóng vai trò điều kiện. Điều kiện, còn cái xác suất B này là cái mình phải tính nó này, phải không? Như vậy là xác suất của A nhân B trong trường hợp mà biến cố B này phụ thuộc vào biến cố A, thì mình sẽ ghi là bằng xác suất của A nhân xác suất của B với điều kiện A, không? Còn nếu mà độc lập thì xác suất của tích là tích xác suất, nên từ cái A này nó độc lập cho nên là cái A này nó xảy ra trước nhưng mà nó không có tác động đến B, thì coi như là khỏi cần điều kiện, bỏ điều kiện đi, thì nó sẽ bằng xác suất của A nhân xác suất của B. Mà trường hợp mà A B xung khắc á, đây là trường hợp này xung khắc nè, xung khắc có nghĩa là có A thì không có B, mà có B thì không có A, gọi là xung khắc. Thì xác suất cổ tích này nó bằng là xác suất của rỗng là bằng không. Cái xác suất bằng không là cái xác không bao giờ xảy ra. Như vậy là nó gọi là xác suất cổ tích. Còn xác suất của tổng này, xác suất tổng
nếu mà AB phụ thuộc á thì xác suất của tổng nó sẽ bằng xác suất của A này cộng xác suất của B trừ đi xác suất của A nhân B. Nó hơi dài dòng. Rồi nếu mà AB mà độc lập đó, thì mình tách ra được cái chỗ này ha. Rồi AB mà xung khích đó, thì xác suất của tổng bằng tổng xác suất. Như vậy chỉ có trường hợp này là cái trường hợp đơn giản nhất này. Trường hợp mà AB xung khích đó, thì xác suất của tổng nó bằng tổng xác suất. Xác suất của A cộng B này bằng xác suất của A cộng xác suất của B. Như vậy mình khi làm bài thì làm cái phần này mình phải biết được lúc nào nó độc lập, lúc nào nó phụ thuộc, phải không? Và lúc nào thì nó xung khích để mình biết mình áp dụng cho nó trúng với công thức. Còn ví dụ mình mở rộng ra ba biến cố thì trường hợp nó xung khích, ba biến cố này mà xung khích từng đôi thì mình cũng nó trở thành công thức đơn giản, phải không? Như vậy mình chú ý đến mấy cái trường hợp này này, cái trường hợp mà ở trên này là trường hợp độc lập này, xác suất có tích là bằng tích xác suất, phải không? Trường hợp này mình hay gặp này, trường hợp xung khích thì xác suất của tổng là tổng xác suất, phải không? Mình có thêm một cái công thức gọi là công thức đối ngẫu như ở dưới này, công thức đối ngẫu. Đối ngẫu ở đây là nói ba biến cố, nhưng mà nếu mà mình nói về hai biến cố trước cho nó dễ này. Ví dụ mình có đối lập cái giống ngang ở trên mình gọi là đối lập ha. Là biến cố đối lập của tổng á, thì nó sẽ bằng tích ở đây ở bên trái là phép cộng, bên phải là nó là phép nhân, nhưng mà cái dấu dấu đối lập này nó phân ra cho từng từng cái, tức là đó. Đối lập của một tổng thì bằng tích tích đối lập. Rồi còn bây giờ đối lập của một tích thì sao? Giờ ở trong này là nhân, cái này mình đọc là đối lập của một tích thì nó sẽ bằng tổng tổng đối lập. Không, ở trong này là phép nhân phải không, giống ngang là giống ngang chung phải không, nhưng mà qua bên này thì nó đối lập thì nó tách rời nhau, không? Công thức này gọi là công thức đối ngẫu. Còn trường hợp mà ba biến cố thì mình cũng tương tự như vậy, ba biến cố mình tương tự như vậy. Rồi như vậy cái bài này sẽ giới thiệu cho bạn một cái bài tập, nói bài tập cho nó dễ hiểu không, công thức là bây giờ tới đâu thì sẽ nói lại công thức tới đó ha. Cái này áp dụng vô cái bài tập này nè, cái bài tập ba người ném bóng rổ này. Ba người ném bóng rổ ha. Có ba người, có ba người chơi ném ném bóng rổ này, xác suất ném trúng rổ của người 1, 2, 3 lần lượt là này, người thứ nhất là ném trúng rổ là 50%, nhưng mà người này chơi mức độ trung bình phải không, người này trung bình khá phải không, là ném trúng rổ là 60%, người này cũng khá không? Ném trúng rổ là 70%. Đây là xác suất ném trúng của người 1, tức là đó, không? Giờ tính xác suất để không có ai ném trúng. Tính xác suất để không có ai ném trúng nè. Có ít nhất một người ném trúng. Có đúng hai người ném trúng, không? Rồi, giờ ta sẽ làm bài này ha, ta làm ở dưới này.
copy cái rồi các bạn đọc vào cái bài này coi, ba người ném bóng rổ, xác suất ném trúng của mỗi người, tính xác suất để không có ai ném trúng, có một người, có ít nhất một người ném trúng, có hai người ném trúng, không nhiều hơn một người ném trúng, đúng không? Rồi bây giờ mình thấy ba người là riêng biệt, đúng không? Cái khả năng của mỗi người là không có liên quan với nhau, không? Đúng không? Cái khả năng của mỗi người là không có liên quan với nhau, không? Như vậy là mình sẽ liên tưởng đến gì? Biến cố độc lập, đúng không? Mình sẽ liên tưởng đến biến cố độc lập. Giờ mình sẽ gọi A là cái biến cố người người thứ nhất ném trúng, không? A là biến cố người thứ nhất ném trúng, B là người thứ hai ném trúng, C là người thứ ba ném trúng, không? Giờ ta gọi nè. Người 1, 2, 3 ném trúng. Thì A là của người 1, B là người 2, C là người 3. Như vậy ba người này là độc lập, đúng không? Thì ba biến cố này sẽ là tương ứng là độc lập, đúng không? A, B, C là các biến cố độc lập. ABC là các biến cố độc lập. Và mình hơn nữa là mình có xác suất luôn. A là biến cố người thứ nhất ném trúng, mà người thứ nhất ném trúng, cái xác suất người thứ nhất ném trúng là 0.5, là 50%, đúng không? Như vậy là mình lại có luôn xác suất này. Rồi, xác suất của B này. Xác suất của B là 0.6, phải không? Và xác suất của C là 0.7. Rồi, ta hiểu không? Cái đây là cái giả thiết người ta cho hết rồi. Không, giả thiết người ta cho mình chú ý là ba, đây là A, B, C là ba biến cố độc lập và xác suất của nó mình biết, phải không? Bây giờ theo bạn á, cái A ngang là cái gì? Giờ mình ký hiệu A ngang là cái gì?
Thế bạn A gan là cái gì ha? A là người thứ nhất ném trúng, A là biến cố người thứ nhất ném trúng, vậy A ngang là cái biến cố đối lập với A, nghĩa là người thứ nhất ném cặp, à, người một ném cặp. Ta hiểu rồi phải không? Cái A ngang này là ký hiệu, này là ký hiệu là đối lập với biến cố A. A là ném trúng thì A ngang sẽ là ném cặp, người thứ nhất ném cặp, không? Mà cái xác suất của A ngang này này, bạn nào nói được xác suất A ngang này như là bằng nhiêu? Xác suất A ngang là bằng nhiêu? Là hồi nãy mình có công thức rồi mà phải không? Là một trừ gì xác suất của A. Đó, hồi nãy có giới thiệu cho bạn cái công thức này rồi này, ở bài tập trước đó. A ngang là biến cố đối lập với A. Vậy thì xác suất của A ngang này sẽ là một từ xác suất của A, à, là 1 từ 0,5. Xác suất của A là 0,5 này. Vậy là 1 từ 0,5 là ra 0,5. Không? Như vậy là giống như là 50 50, cái người thứ nhất này này. À, họ ném trung bình cái nữa. Họ trúng ném trúng là 50, ném cặp là 50. Đúng không? Đó là mình hiểu thông thường vậy không? Còn khi mình ghi xác suất là phải ghi, là mình trình bày như vậy, được chưa? Rồi bây giờ B nè, giờ tương tự người B người thứ hai này, người thứ hai á, B là biến cố người thứ hai ném trúng, phải không? Và xác suất là 0,6 phải không? Vậy B ngang là người hai ném cặp, thế nữa, và xác suất của B ngang là một trừ xác suất của B, đúng không, là một trừ 0,6 là 0,4, thế nữa. Một cách dễ hiểu là cái người này á, họ ném trúng, cái xác suất mà ném trúng của họ là 60%, thì ném cặp sẽ là còn lại là 40% gì nữa, đúng không? À, rồi giờ người thứ ba này, người thứ ba ném cặp, xe ngang là người thứ ba ném cặp, không? Và xác suất xe ngang là một một từ 0,7, đúng không, là 0,3. Như nữa, người này khá, người này ném khá phải không, họ trúng là 70% thì cặp thì là 30%, chưa? Rồi bây giờ này, bây giờ mình sẽ trả lời đi vào câu A này, tính xác suất để không có ai ném trúng, không có ai ném trúng, à, câu A. Xác suất không có ai ném trúng. Tức là ba người này ném cặp hết, đúng không? Tính xác suất để không có ai ném trúng, tức là cả ba người này ném cặp, đúng không? Người thứ nhất ném cặp là biểu diễn bằng biến cố A ngang này nè,
Yeah. Người thứ hai điểm trật là biểu diễn bằng biến cố bê ngang nè. Rồi, người thứ ba ném trập biểu diễn bằng biến cố xe ngang đúng không? Người thứ nhất ném trập này là A ngang này, người thứ hai ném trập là B ngang này, người thứ ba ném trập là xe ngang này. Giờ theo bạn này, cả ba người này ném trập thì mình sẽ biểu diễn bằng biến cố gì? Cả ba người này ném trập thì mình biểu diễn như thế nào? Cả ba người ném trật thì biểu diễn như thế nào? Là biểu diễn bằng biến cố tổng hay tích? Các bạn đã trả lời được không? Người thứ nhất ném trật này Dạ, biểu diễn không tích. biểu diễn bằng biến cố tổng hay tích? Dạ, tích tích. À, tích. Đúng rồi, tích. Thì tích biến cố tích là biến cố tích là khi nào cả ba người này ném cặp đó thì mình sẽ biểu diễn nó bằng biến cố tích à. Đó, cả ba người này đều ném cặp hết thì tức là ba biến cố này phải phải đồng thời xảy ra hết, ba biến cố này phải đồng thời xảy ra, cho nên là mình phải biểu diễn nó bằng biến cố tích. À, rồi bây giờ xác suất là chữ P phải không? P của cái biến cố này đúng không? Đó, bằng nè. Mình biết này do là A, B, C độc lập cho nên đối lập của nó cũng là độc lập. Cái A ngang, B ngang, C ngang này cũng độc lập. À, trong lý thuyết nó nói vậy ha. A, B, C là ba biến cố độc lập nhau. Thì A ngang, B ngang, C ngang cũng là độc lập. Rõ ràng mình thấy là cái người thứ nhất này ném trật cũng đâu có ảnh hưởng gì tới người thứ hai đâu, đâu có ảnh hưởng gì tới người thứ ba đâu, đúng không? Cho nên là ba biến cố A ngang, B ngang, C ngang này là độc lập. Mà độc lập thì xác suất có tích là tích xác suất, như vậy là mình sẽ tách ra được nè. Suất có tích là bằng bằng tích xác suất nè. Rồi đó, như vậy là xác suất của tích mình vì nó độc lập cho nên mình hồi nãy mình trong trong cái phần mà lý thuyết đó là khi nó độc lập thì mình tách ra thành tích xác suất, mà các cái xác suất này mình có hết rồi giờ ráp vô thôi. Không, xác suất của A ngang là 0,5 nhân 0,4 không? Nhân nhân 0,3 phải không? Ra nhiêu? Ba cái này nhân lại ra nhiêu? 0,0. Như vậy là xác suất mà để ba người ném đến bậc thì có số phần trăm. Ba người ném từ từ trung bình khá ha. À, như vậy là cái khả năng mà ba người này đều ném trật hết là chỉ có số phần trăm. Đúng không? Rồi. Câu B này. Câu B nó nói là gì? Có ít nhất một người ném trúng.
có ít nhất một người đem trúng. Hồi nãy bạn 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 nhớ cái biết có tổng không? Biết có tổng không? Khi người ta nói đến biết có tổng á, mình phải hiểu cái định nghĩa cái biết có tổng này, a cộng biết có a cộng b này. Biết có tổng này xảy ra, biết có tổng này xảy ra khi có ít nhất một biến cố xảy ra. Không, còn nếu mà giờ mình mở rộng ra ba biến cố tổng a cộng b cộng c thì biến cố tổng này xảy ra khi có ít nhất một biến cố xảy ra, một biến cố a hoặc b hoặc c xảy ra thì biến cố tổng này nó sẽ xảy ra. Không, như vậy trong các bài toán mà nó liên quan đến cái từ ít nhất này thì mình thường dùng biến cố tổng để mình biểu diễn cho nó. Không, rồi mà tính xác suất để có ít nhất rồi, bây giờ ta sẽ mình sẽ tính xác suất. Như vậy là bài này cái câu B này chính là tính xác suất của biến cố tổng này chứ nữa, đúng không? Đó, bài này là mình đi tính xác suất của biến cố tổng này này, tức là xác suất để có ít nhất một người điểm trúng, ít nhất một người điểm trúng mình biểu diễn ra bằng biến cố tổng, không là ít nhất một người điểm trúng. Mà ta thấy này, ba biến cố này chỉ độc lập thôi đúng không, ba biến cố này nó chỉ độc lập thôi, mà độc lập á thì mình đâu có tách ra được thành tổng xác suất được, không, cho nên mình sẽ dùng cái này này. Ghi nha, bạn hiểu không? Bạn là hiểu cho một cái điều thôi. Hiểu không? Tức là xác suất của A cộng B cộng C này là một trừ cho đi cho xác suất của A cộng B cộng C ngang, cái ngang là ngang chung. Thì bây giờ cái này nó giống như hồi nãy công thức ở trên đây nè, công thức mà tô đây này, công thức đây này, công thức tô màu vàng này, xác suất của B là một trừ xác suất của B ngang, không đúng không? Bây giờ cái B này nó là tổng của ba cái thì chỗ này bên này cũng là tổng ba cái thôi, không? Rồi bên này là tổng ba cái này, tức là ba tổng tổng của ba biến cố này là một biến cố, nó cũng là một biến cố thôi, không? Đó. Thì nó sẽ bằng một này trừ đi ra xác suất của cái tổng tổng chung này này, ha, mà cái đối lập chung này này. Rồi hiểu công thức chỗ này rồi phải không? Nếu bạn chưa hiểu thì bạn coi như nó là một cái biến cố d nào đó đi, bên này xác suất của d là một trừ xác suất của d ngang vậy thôi, không? Rồi bây giờ này, cái công thức đối ngẫu hồi nãy, công thức đối ngẫu hồi nãy cái nói với bạn á, là nếu mà chỗ này là tổng thì mình sẽ viết ra là tích, không là một nè trừ nè hiểu không? Đó, cái bên trong này này, bên đây là đôi mình đọc là đối lập của một tổng thì nó sẽ bằng tích các đối lập, bằng tích của A ngang, B ngang, C ngang. Đó, công thức hồi nãy ở trong cái phần lý thuyết đó, có nói với bạn rồi đó.
không? Bên trên này cũng có nói lại nè. Đây. Đối lập của một tổng thì bằng tích các đối lập này. Đó. Rồi, được chưa? Rồi, cái gì đâu? Cái này là nãy mình có rồi. Cái này chính là câu A này. Xác suất của A ngang nhân B ngang nhân C ngang chính là bằng 0,06 này. Thành chỗ này là một từ 0,06, không? Một trừ 0,06 là 0,94, phải không? Là 94%. Như vậy bạn thấy này, cái xác suất mà cả ba người này nhắm chặt á là chỉ có 6% thôi. Còn cái xác suất mà để có ít nhất một người nhắm trúng á, ít nhất một người nhắm trúng á là nó đối lập với cái biến cố vừa câu A, đúng không? Đúng không? Nó đối lập với biến cố A này. Đối lập cho nên nó bằng một từ đi cái xác suất của biến cố câu A này. Là một từ 0,06 là bằng 0,94, tức là 94%. Tức là ít nhất một người ném trúng á là nó rất lớn, nó tại vì những người này ném từ khá từ từ trung bình khá trở lên, từ trung bình trở lên thì cái khả năng mà ít nhất một người trúng đó là nó rất cao, không? Xác suất nó rất cao. Hai hai cái này cộng lại là ra ra một ra 100% này, xác suất là ra 100%. Rồi câu câu C này có đúng hai người điểm trúng, có hai người điểm trúng, giờ bạn coi có hai người điểm trúng này. Có hai người ném trúng thì có ba người một hai ba thì mình cứ luân phiên là hai hai người trúng một người trật, cứ luân phiên như vậy ha. Giờ ta coi luân phiên như thế nào. Giờ mình sẽ biểu diễn là có hai người điểm trúng không, giờ có hai người điểm trúng này, bây giờ mình giờ đầu tiên là mình sẽ ghi là người 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 thứ hai, người thứ ba ném trúng và người thứ nhất ném trật, không? Tức là B nhân C. Rồi cái này là AC. Rồi cái này là AB. Rồi bạn hiểu không? Bạn hiểu không? Cái này là có hai người ném trúng, có đúng hai người ném trúng là nó sẽ có ba trường hợp này. Ba trường hợp cho mình cộng lại này, đúng không? Ba trường hợp cho nên mình sẽ cộng lại này. Dấu cộng này có nghĩa là ba trường hợp cho nên mình phải cộng lại, không? Trường hợp thứ nhất là người thứ nhất ném trật này, còn hai hai người thứ hai, người thứ ba ném trúng này. Trường hợp này là người thứ hai ném trật này, người thứ nhất, người thứ ba ném trúng này. Trường hợp này là người thứ ba ném trật, người thứ nhất, người thứ hai ném trúng, đúng không? Như vậy là có ba trường hợp cho nên là mình sẽ cộng lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ tính xác suất của cái này.
Đây là biến cố tổng đúng không? Là tổng tổng ba biến cố. À, giờ mình coi này, cái tổng này mình muốn tính, muốn đơn giản á, giờ mình phải chứ nếu mà mình không mình áp dụng công thức mà trường của nó là dài lắm. À, giờ mình coi thử nó có cái điểm gì không? Tức là ba biến cố này này là nó gọi là xung khắc từng đôi, nghĩa là sao? Nghĩa là cái thứ nhất này là người thứ nhất nắm trọng, nhưng mà hai biến cố sau này này, người thứ nhất nắm trúng. Nói nữa, a ngang có nghĩa là người thứ nhất nắm trọng, còn hai cái sau này là a này, a là người thứ nhất nắm trúng này, a là người thứ nhất nắm trúng này, đúng không? À, như vậy thì có nghĩa là cái biến cố thứ nhất này nó sẽ xung khắc với hai biến cố còn lại. Không? Rồi giờ mình xét cái giữa nè. Mình xét cái giữa này là người thứ hai nếm cọc. Nhưng mà biến cố thứ nhất này người thứ hai nếm trúng này, B là người thứ hai nếm trúng này, B là người thứ hai nếm trúng, như vậy nó xung khắc với cái thứ nhất và cái thứ ba đúng không? Rồi cái biến cố thứ ba này là người thứ ba nếm cọc. Nó lại xung khắc với cái thứ nhất và cái thứ hai. Không? Như vậy có nghĩa là mình nói là ba biến cố này là xung khắc từng đôi. Mà xung khắc từng đôi thì xác suất của tổng bằng tổng xác suất. Nhờ nó xung khắc từng đôi cho nên mình sẽ tách ra nè. Mình sẽ tách ra. Đó, nhờ nó xung khắc từng đôi cho nên xác suất của tổng bằng tổng xác suất, mà do những cái này mình biết là nó độc lập cho nên là mình sẽ tách ra thành tích luôn, nhưng mà mình biết rồi thôi mình khỏi tách, thì giờ mình thế số vô luôn ha. Nãy ở trên mình tách rồi, giờ mình khỏi tách nữa, giờ mình cứ thế số vô luôn. Xác suất của B này là người thứ nhất ném trúng phải không? Người thứ hai ném trúng là 0,7 phải không? 0,5, 0,6, 0,6 nha. Xác suất của B này là 0,6 nè, nhân nè. Xác suất C này là 0,7 phải không? Còn B ngang này á, còn A ngang này á là 0,5 phải không? 1 mà trừ 0,5 là ra 0,5. Nên là 1 nè, trừ 0,5 nè. Rồi tương tự như vậy, rồi giờ sửa lại này, cái thứ hai này á là người thứ nhất là 0,5 này, người thứ ba là 0,7 này, còn người này á là 1 trừ 0,6 không? Còn cái này là A là 0,5 này, B là 0,6 này, còn C ngang này là 1 trừ 0,7 không? Rồi bạn là bấm máy tính thử ra bao nhiêu? Rồi 0,44.
D. Không nhiều hơn. Không nhiều hơn một người điểm trúng. Giờ cái này mình phải dùng omega phải không? Dùng omega. Không nhiều hơn một người nắm trúng. Giờ mình sẽ dùng cái không gian mẫu của nó này. Là ba người phải không? Là không không có ai trúng. Không có ai trúng có nghĩa là ba người cặp á. Một trúng không? Một trúng rồi hai trúng. Ba trúng. Như vậy là có bốn trường hợp này đúng không? Khi ba người mà ném á thì cái không gian mẫu của nó là sẽ có bốn trường hợp này, không có ai trúng này, một người trúng này, hai người trúng này, cả ba người trúng không. Bây giờ có không nhiều hơn, không nhiều hơn một người trúng là gồm những biến cố nào, gồm những trường hợp nào, bạn nào nói thử. Không nhiều hơn một người trúng, cái này cái câu hỏi đó này không nhiều hơn là hai trường hợp đầu là không có ai trúng và một người trúng không. Như vậy thì bây giờ mình làm cái trường hợp mà một người trúng là nó dài lắm, nó dài giống như là cái này, giống như trường hợp hai người trúng. Thì bây giờ mình sẽ lấy omega mình trừ đi cho trường hợp hai người trúng đúng không, hiểu không? Ba người trúng thì dễ rồi, ba người trúng là tính tính nhanh lắm không. Còn hai người trúng là có trên rồi này, hai người trúng là xác suất là 0,44 này, mình lấy omega, omega là xác suất của nó là một không, trừ đi gì, trừ đi ra xác suất của hai hai cái trường hợp này thì nó sẽ ra xác suất của hai hai cái không. Bây giờ ta gọi cái này là D không, ta gọi hai biến cố này là D là mình cần cần tính phải không. Rồi dĩ nhiên cái này sẽ là D ngang. À, cái này nghĩa là D ngang không. Rồi bây giờ mình cần tính cái D này này, thì mình sẽ lấy một trừ đi ra D ngang, trừ đi xác suất D ngang, xác suất của D này một trừ xác suất của D ngang.
một từ này. Cái đề ngang nó gồm có hai người trúng lại xác suất là 0,44 phải không? Rồi trừ đi ra xác suất là ba người ném trúng là người thứ nhất ném trúng là 0,5 nhân với người thứ hai ném trúng là 0,6 nhân với người thứ ba ném trúng là 0,7, đúng không? Cái này hiểu không? Xác suất mà để ba người đều ném trúng hết á thì mình có thể hiểu nhanh là người thứ nhất ném trúng này là người xác suất là 0,5 này, nhân người thứ hai ném trúng là 0,6, là người thứ ba ném trúng là 0,7, không? Tính ra là nhanh hơn. Không phải 35 tức là 35%, không? Rồi câu cuối cùng này. Có không quá hai người điểm trúng. Giờ ta nhìn được vô omega này. Bạn nào nói nhanh thử tính sao? Nhìn vô omega này. Không quá hai người, không quá hai người à, đúng rồi, không quá hai người, tức là bỏ trường hợp ba người ném trúng, không, tức là ba cái này. Cái này là E phải không? Cái này là E này. Là không quá hai người nhắm trúng là không có ai trúng này, một trúng, hai trúng, tức là ba trường hợp này. Ba trường hợp này nó sẽ đối lập với cái trường hợp là ba người trúng. Không? Vậy là mình lấy một từ đi ra xác suất của trường hợp ba người trúng, không? Là nó ra ba cái này. Là mình có là xác suất của xác suất của E này là một từ xác suất của E ngang, phải không? Là không mấy mấy 79 hơn 79%, đúng không? Rồi xong, không? Vậy là xong một cái bài xác suất của tổng tích. Rồi mình còn một cái bài về xác suất toàn phần thì để thứ sáu, có thứ sáu, phải không? Rồi thôi, tối nay ta chắc tới đây mình nghỉ nha các bạn, không? Thầy gửi cho các bạn cái file này, các bạn tham khảo. Rồi thôi chào các bạn nha. Dạ chào thầy.